Những tin tức và câu chuyện đáng chú ý của cà phê trưa. Lý do Như Quỳnh giọng ca duyên phận liên tục bị chê hát phô, hụt hơi là do đâu? Việt Hương bức xúc khi bị nói, đòi 1,5 triệu mới giao bình oxy. Fan thực tập xin K-pop người Việt ủng hộ hơn 200 triệu chống dịch Covid-19. This Back tóm gọn Lee Min Ho hẹn hò với Jongwoo, Momoland, kém 9 tuổi, mặn nồng 5 tháng, qua đêm ở nhà riêng, mừng sinh nhật. Fan đổ gục vì góc mặt đẹp hoàn hảo của Hyunbin, chàng quân nhân hạ cánh nơi Anh. Câu chuyện showbiz, trò chuyện cùng nữ DJ, hot TikToker Tina Thảo. Những ngày gần đây, clip ghi lại sự cố Như Quỳnh tại một sân khấu ngoài trời khiến cho khán giả chú ý. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Như Quỳnh giảm sút phong độ dẫn đến nhiều ý kiến chỉ trích Như Quỳnh không tôn trọng khán giả khi thường xuyên quên lời, hát sai nhịp hoặc hụt hơi. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối giọng ca đỉnh cao một thời không còn giữ được phong độ. Thông tin về sức khỏe của Như Quỳnh từng được tiết lộ trong một buổi livestream của Trấn Thành vào tháng 6 năm 2019. Nam MC xót xa khi chia sẻ nữ ca sĩ mắc phải chứng bệnh động kinh. Trấn Thành nói trên livestream, mỗi lần bị stress, tụt canxi là chị Quỳnh lại bị giật động kinh. Khi chị Như Quỳnh được nghỉ ngơi đầy đủ thì chị hát xuất sắc. Tôi đã qua gặp chị ở Mỹ rồi. Nữ ca sĩ Thanh Hà cũng từng bộc bạch trên chương trình trực tiếp, những ai thương yêu Như Quỳnh, hãy thương Như Quỳnh thêm vài năm nữa, vì Như Quỳnh cũng có một câu chuyện mà mình không tiện nói ra đây thôi. Thương lắm mọi người ơi, một người quá hiền mà lại gặp quá nhiều vấn đề. Đầu năm 2021, sau nhiều năm giấu kín, Như Quỳnh đã chính thức lên tiếng về việc cô phải uống thuốc trị một khối u trong não. Loại thuốc này khiến cho cơ thể của nữ ca sĩ tích nước và sưng phù. Đối diện với khối u trên 10 năm, trí nhớ Như Quỳnh sụt giảm đáng kể, đôi khi nữ ca sĩ còn không kiểm soát được cơ thể trên sân khấu. Như Quỳnh không có quản lý riêng, một mình nhận show và bay khắp các nước để biểu diễn. Sau khi ly hôn, cô là trụ cột kinh tế của gia đình, vừa nuôi con vừa chăm sóc cha mẹ. Mới đây, Việt Hương tiếp tục livestream chia sẻ về công việc thiện nguyện của mình. Nữ nghệ sĩ cho biết dù không đứng ra kêu gọi quyên góp từ thiện, song một số khán giả vẫn gửi đồ đến tận nhà hỗ trợ công việc thiện nguyện. Vì vậy, cô phải chia sẻ thông tin cũng như gửi lời cảm ơn đến người gửi. Cũng trong livestream, Việt Hương đã tỏ thái độ không hài lòng khi một số người gọi điện nhờ hỗ trợ oxy. Tuy nhiên, khi nữ nghệ sĩ kết nối với đơn vị chở oxy và trao đến người cần, thì họ lại bán cả bình sau khi dùng xong. Họ bán có 500 ngàn à, trong khi bình này mua 1,8 triệu, cô nói. Việt Hương cho biết bình oxy được cô và mọi người dùng để đi giúp mọi người chứ không có bán. Vì vậy, nữ nghệ sĩ mong người dùng rồi hãy trả lại cho mình để tiếp tục giúp đỡ những đối tượng khác. Diễn viên nhà có 5 nàng tiên cho rằng số tiền bán bình oxy không đáng bằng công sức những người chở đến trao cho người cần. Cô tiết lộ các cộng sự của mình phải tích cực chạy xe, thậm chí hoạt động nguyên đêm để có thể kịp thời giao cho bà con. Việt Hương nói thêm có một số người cho rằng cô giao bình oxy cho người dân và lấy 1,5 triệu tiền đặt cọc. Trên sóng livestream, bà xã Hoài Phương phủ nhận thông tin này. Giữa lúc cả nước đang căng mình chiến đấu vì Covid-19, đông đảo fan của Hyunbin, một thực tập sinh người Việt tại Hàn Quốc đã tham gia quyên góp để san sẻ khó khăn với người dân và đội ngũ y tế ở tuyến đầu chống dịch. Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương trên cả nước, khiến cho người dân lẫn lực lượng phòng chống dịch phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Nhằm san sẻ với cộng đồng, ngông đảo người hâm mộ của Hyunbin đã ủng hộ 192 triệu đồng cho chương trình Triệu Bữa Cơm hướng về thành phố mang tên Bác. Chương trình này được thực hiện dưới sự điều phối và bảo trợ của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Số tiền ủng hộ kể trên được dùng để tặng cho 1.200 suất thực phẩm, tương đương là 18.000 bữa cơm cho người dân đang gặp khó khăn vì dịch bệnh. Mỗi suất thực phẩm bao gồm 5 kg gạo, 1 chai nước mắm, 1 chai nước tương, 1 chai dầu ăn, 1 túi ngũ cốc cùng sữa tươi, có thể đi kèm cá khô, rau củ, hoa quả, tùy tình hình nguồn cung thực phẩm. Bên cạnh đó, cộng đồng fan của Hyunbin còn ủng hộ 10 triệu đồng để mua quần áo bảo hộ cấp 4 và khẩu trang y tế N95 cho lực lượng bác sĩ, điều dưỡng và học viên của Học viện Quân y đang tham gia tuyến đầu chống dịch ở thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Hyunbin, tên thật là Ngô Ngọc Hưng, sinh năm 1998, quê ở Yên Bái, hiện là thực tập sinh của một công ty giải trí ở Hàn Quốc. Mỹ Nam 23 tuổi nổi tiếng sau khi tham gia show Sống Còn Island và tiến vào top 10 nhờ bình chọn từ đông đảo khán giả. Vào ngày 30 tháng 8, Dispatch đã tung loạt ảnh hẹn hò của Lee Min Ho và Jongwoo, cựu thành viên của nhóm Momoland. Theo đó, cặp đôi đã hẹn hò được 5 tháng. Thông tin này khiến cho netizen không khỏi bất ngờ vì trong khoảng một năm nay, Lee Min Ho luôn được cho là đang hẹn hò với Kim Go Eun. Thậm chí, Dispatch còn cho biết nam tài tử đình đám đã mời hẳn bạn gái đến nhà riêng vào tối ngày 31 tháng 7 và cùng đợi qua 0 giờ để đón sinh nhật với Jongwoo.
Trong những bức ảnh được tờ báo Hung Thần công bố, Lee Min-ho đã lái xe đón bạn gái đi xem phim tại COEX Megabox lúc khuya. Vì Hàn Quốc vẫn duy trì giãn cách xã hội, chính vì vậy cặp đôi thường xuyên hẹn hò tại nhà, do nhà của họ chỉ cách nhau 5 phút đi bộ. Họ thường chơi game cùng nhau, đôi khi là chơi cả đêm. Một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Lee Min-ho luôn chân thành trong tình yêu, cậu ấy không giấu giếm tình cảm, là người thích hẹn hò ở bên ngoài. Dân tình đoán rằng có thể cặp đôi này mới trong mối quan hệ tán tỉnh chứ chưa tiến đến yêu đương chính thức nên mới đi cùng người quen như vậy. Trên thực tế đã có rất nhiều cặp đôi sao Hàn hẹn hò lén lút bằng cách đi cùng bạn bè chung để tung hỏa mù. Chiêu thức này đã được nhiều cựu idol tiết lộ công khai trên YouTube. Mới đây, công ty chủ quản của Hunbin đã tung ra loạt ảnh hậu trường chụp hình một buổi ghi hình quảng cáo của nam diễn viên. Ngay lập tức, loạt ảnh này trở thành chủ đề tìm kiếm trên các diễn đàn và nhận lời khen từ khán giả. Hunbin đã bước vào tuổi U40, nhưng khí chất quý ông, vẻ nam tính của anh ngày càng hoàn thiện. Dù loạt ảnh này vẫn chưa qua chỉnh sửa, nhưng vẻ hoàn mỹ của Mỹ Nam xứ Hàn đã khiến cho fan được đổ gục. Hunbin là một trong những nam nghệ sĩ vẫn duy trì được sức hút và vẻ ngoài sau 20 năm hoạt động nghệ thuật. Gương mặt của nam tài tử hạ cánh nơi Anh được đánh giá đạt điểm 10 với sống mũi sắc lẹm, ánh mắt quyến rũ và khuôn miệng nam tính. Sau khi nên duyên với nữ diễn viên Son Ye-jin, Hunbin càng nổi tiếng và đẹp trai hơn. Cặp đôi bén duyên từ bộ phim Hạ cánh nơi Anh vào năm 2020 và công khai mối quan hệ vào đầu năm 2021. Hiện fan đang chờ cặp sao hạng A của màn ảnh xứ Hàn thông báo kế hoạch tổ chức hôn lễ. Và vừa rồi chúng ta đã điểm qua chuyên mục tin nhanh showbiz. Bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Khánh Uyên đến với chuyên mục câu chuyện showbiz. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng với Khánh Uyên để kết nối với DJ hot TikToker Tina Thảo để cùng lắng nghe những câu chuyện, những chia sẻ của Tina Thảo. Và xin mời ekip kết nối với Tina Thảo ạ. Xin chào quý vị đã đến với câu chuyện showbiz của chương trình Cà Phê Trưa. Và kính thưa quý vị, câu chuyện showbiz của chương trình Cà Phê Trưa là một nơi mà chúng ta có thể lắng nghe được những tâm tư, những câu chuyện và những kinh nghiệm, những giá trị sống mà những khách mời của chúng tôi là những nghệ sĩ, những talent, những KOL, những influencer, hot TikToker, v.v. Và chúng ta sẽ cùng đến ngay với câu chuyện ngày hôm nay của một người mẫu, này diễn viên tự do, một hot TikToker, một DJ, Tina Thảo. Xin chào Tina Thảo. Dạ. Thảo ơi, hôm nay Thảo đang làm gì vậy? Thảo ăn cơm chưa nè? Em mới ăn cơm. Hôm nay có món gì ngon để có thể chia sẻ cho mọi người được không? Thú thật với chị là em cũng mới ăn mì gói xong á. Cái dịch này không biết ăn gì luôn chị. Để gửi cho quý vị khán giả của chương trình Cà Phê Chưa biết thêm nhiều thông tin về Tina Thảo nhiều hơn thì Tina có thể giới thiệu một chút về mình được không ạ? Xin chào mọi người, em là tên thật của em là Ngô Ngọc Thảo, quê em ở Cà Mau. Em sinh năm 1998. Vậy thì cái biệt danh tại sao lại có một cái tên là Tina Thảo vậy à? Tại vì hồi xưa đi học á, là em thấy các bạn ai cũng đều có biệt danh. Xong cái em thấy Tina, em thấy thích tên đó quá, cái biệt danh từ lúc đó tới bây giờ. Tina, hiện tại là em đang gọi cho chị ở đâu á, ở thành phố Hồ Chí Minh hay ở quê nhà của em? Em đang gọi ở chị ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại chính thức của Thảo hiện tại là gì nè? Công việc của em giống như là hai công việc nó cứ xem nhau á chị. Một là em là DJ hay là TikToker. DJ và TikToker. Vậy là nếu như mà trong cái tình hình dịch này thì chúng ta chẳng có đi đâu được hết, vậy thì làm sao mình có thể sản xuất ra những cái video TikTok đây? Dịch này thì em thường là em chỉ là lên em like nói chuyện với mọi người trên TikTok thôi. Nhiều khi em nhờ em gái của em á là quay biến hình giùm em. Có kịch bản nào mà có về chị em hay là trong nhà mà có cần hai người đó thì em sẽ nhờ em gái của em. Cũng biết được. Ôi trời đó, coi hai chị em hết TikToker luôn. TikToker qua được 10 triệu follow. Trời đất ơi, sao mà xịn quá vậy trời. Vậy còn em bao nhiêu được bao nhiêu follow rồi? Em mới có 2.9 hả? Mới có 2.9 hả? Đâu có ít đâu trời ơi là trời. Vậy Tina và em gái đều đang ở đây, là hai cô con gái rượu của ba mẹ luôn, đều đang ở trên thành phố này rồi. Nhưng mà tại sao vừa mới bùng phát một cái là sao hai chị em không về dưới Cà Mau luôn mà lại ở trên này? Tại vì trên này em giống như là cái bối cảnh ở trên này, về nhà thì nó không có bối cảnh nhiều hơn. Ở trên này em có thể giống như quay với em có chỗ để like á chị, còn về nhà thì không có chỗ.
À, là ở dưới Cà Mau thì không có đủ điều kiện để mình set up máy móc rồi background cho nó đẹp để quay đúng không? Dạ đúng rồi. À, thì cũng có thể hiểu được là lý do tại sao mà hai cô gái lại quyết định là không về quê trong mùa dịch này, ở với ba mẹ là tự lập ở trên đây luôn. Nếu mà như vậy thì thu nhập của em nó có ổn định và cái chất lượng công việc của em nó có ổn định không? Tại vì chị thấy bây giờ dịch nè cũng đâu có làm gì được đâu. Em thấy bây giờ nó chưa ổn định lắm chị, mà không được làm nhiều clip, chứ không ra clip nhiều hơn thì cái những nhà sản xuất đó, bóc mình quảng cáo thì nó sẽ ít hơn, Vậy chắc là tại đa số Tina là người cũng ta thấy mình, thấy clip mình lên xu hướng nhiều thì người ta sẽ bóc mình quảng cáo nhiều. Tina ơi, cho chị hỏi là nếu như mà hai cô gái không 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 về dưới Cà Mau nữa thì bây giờ cảm xúc của hai em như thế nào? Có nhớ ba mẹ không? Có chị, nhiều khi giống như là tự nhiên cái nằm suy nghĩ lại là sao lớn lên sao có thấy thế nhưng bộn bề cuộc sống có phải lo thứ này lo thứ kia đó. Nhiều khi muốn giống như là bỏ hết đi về quê á. Vậy thì cái khoảng thời gian mà em lại muốn bỏ hết để về quê như vậy thì chắc chắn là nó phải có một cái vấn đề gì đó để cho khiến em phải nghĩ như vậy. Là em sẽ bị áp lực trong cuộc công việc hay là như thế nào? Đúng rồi chị, là lúc đó giống như là em cũng chưa hot về TikTok lắm, với lại là DJ lúc đó em cũng mới học, à mới học với lại em cũng chuẩn là chưa có ra nghề nữa, là lúc đó là em không có làm gì hết luôn á. Trong cái quá trình mà em cảm thấy thật sự bế tắc như vậy á thì tại sao em lại không quyết định đi thẳng về quê mà ở với ba mẹ mà lại vẫn cố gắng trụ ở cái Sài Gòn nhộn nhịp như thế này? Và nếu mà lúc đó em về quê nữa là coi như là em không có gì luôn á chị, nên em phải cố gắng. Cố gắng dù biết là giai đoạn nó khó khăn nhưng mình phải cố gắng mình mới có được như như bây giờ. Chứ nếu mà lúc đó về quê là chị em chắc cũng ở nhà, lúc về quê em cũng bắt đầu làm gì đâu chị. Chắc cũng ở nhà với ba mẹ thôi. Nếu mà có thể nghe qua câu chuyện này thì có thể biết được là ở vùng quê của mình nó không có đủ điều kiện để có thể phát triển tất cả các khả năng của em, đúng không? Dạ đúng rồi. Cái khoảng thời gian là khó khăn kia nó đã qua rồi, gọi là tạm qua thôi. Nhưng mà em đã thấy tốt hơn và em đã thấy nó hài lòng hơn khi mà đã vượt qua những cái khó khăn đó chưa? Ừ, em thấy khoảng thời gian đó em có được ngày hôm nay này suy nghĩ là thấy là rất là quý giá luôn đó chị. Nếu mà lúc đó giống như là thử thách em á, Vậy chứ ở những đâu lúc có mà một đi làm mà mới 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 bước ra đi làm thì bị người này chê người kia chê chị, lúc đó buồn lắm. Lúc đó em nói không lẽ giờ mình bỏ cuộc, nhưng mà em nói là em phải cố gắng làm sao để cho mọi người khen mình chứ không không để chê cho mình nữa. Nó giống như là động lực để cho em cố gắng hơn. Vậy là một thân một mình với cái động lực đó hay là có ai truyền cho em cái nguồn cảm hứng không? Ừ, từ nhỏ tới lớn là em cái gì em cũng phải tự bơi chứ. Em là chị hai trong nhà hả? Ừ, thì mỗi mỗi lần ở nhà em có anh hai em nữa, nhưng mà anh hai em lúc mà 5 tuổi là anh hai em té xong chết. Khoảng thời gian đó rồi mẹ em xin em ra được được đâu 1 2 tháng thì mẹ em bị té, và bây giờ mẹ em đang bị tai biến nữa. Nên cái gì cũng phải một mình em tự lo. Bây giờ mình sẽ tạm gác lại những cái câu chuyện buồn không vui đó nha. À, bây giờ em đã vượt qua được những cái khó khăn đó rồi. Thì bây giờ đang là một trụ cột trong gia đình thì đương nhiên là sẽ có những cái áp lực. Thì cái đó đều đều không thể tránh khỏi với một cô gái 23 tuổi đúng không? Nhưng mà bây giờ thì chị muốn hỏi là sức khỏe của mẹ em bây giờ đã tốt hơn chưa? Mẹ em dẫn gì lâu lâu cứ bị giật á, như là chân mẹ em đi một bên đi nó giống như là đi không được bình thường như những người mẹ khác đó. Mẹ Vậy chân thì mẹ em một bên bị tật hết ở nhà có ai chăm sóc cho mẹ không nếu như hai chị em đều đã lên đây rồi. Nhà rồi? em thì chỉ có em cha với mẹ em thôi, tại vì giờ có 2 đứa mà lên đi làm hết rồi. Nếu như mà hai cô con gái đã lên thành phố hết rồi thì ba mẹ ở nhà thì như thế nào, có cảm xúc như thế nào khi mà em quyết định cùng với em gái lên trên này? Ba mẹ em luôn ủng hộ cho 2 đứa em á, luôn tôn trọng quyết định của 2 đứa em, giống như là luôn ủng hộ luôn phía sau, không những cái việc đúng là luôn ủng hộ. Tina ơi, nếu như mà hai chị em cùng đều lên thành phố như thế này, khi mà em gọi điện cho ba mẹ á, ba mẹ có muốn em về dưới quê nữa không? Ba mẹ chỉ nói là ở trên này tụi em gán giữ gìn sức khỏe á,
rồi khi nào hết dịch thì về chơi. Ba mẹ còn hỏi là rồi có cần gì không, gửi link cho tụi em nữa. Coi ra thì ba mẹ còn ổn hơn mình nữa, còn làm một cái hậu phương cho mình nữa đó. Dạ đúng rồi. Tina cùng với em gái của mình đã làm như thế nào để ba mẹ có thể yên tâm tới mức như vậy? Tại vì con gái rượu mà không thể nào mà ba mẹ yên tâm được hết trơn, có nói vậy nhiều khi để cho hai em yên tâm thôi, đúng không? Tại vì ba mẹ nghĩ là tại vì có hai chị em nương tựa lẫn nhau á, nên ba mẹ em tin tưởng nhau. Tin tưởng là cho hai đứa em lên đây. Có chị có em. Nếu như là mình đã ở quyết định ở trên này luôn rồi cùng với em gái của mình, thì em có thể cho chị biết là một ngày của em như thế nào được không? Ở trong cái thời điểm giãn cách như thế này. Em thức dậy là ra xong em phụ em của em là dọn đống rửa chén, em của em nấu cơm. Rồi xong sau đó là em soạn nhạc cho tới tối là em like cho mọi người, em đánh nhạc cho mọi người nghe, làm nói chuyện với mọi người. Em soạn nhạc luôn. Dạ, em soạn nhạc. Nghĩa là chị đang hiểu là em là một nhà sản xuất âm nhạc đúng không? Không, chị giống như là em soạn những bài hát là cho sao mà để đánh hay cho các bạn nghe á. À, là mình thể loại sẽ nào, thể loại nào nghe thể loại nào á chị? Đây có nhiều thể loại. Vậy là em sẽ phải ngồi soạn lại hết, xong rồi tới tối thì mình chỉ làm và livestream cho các bạn coi thôi. Dạ đúng rồi. Tina có những cái thói quen nào mới không? Em có thể bật mí cho chị được không nè? Tại vì trước khi dịch đó là em không có thời gian mà để em soạn nhạc. Còn bây giờ là em có thời gian mà em soạn nhạc nhiều hơn. Thói quen em thấy là em ngủ càng ngày càng trưa hơn nữa, ngủ trễ nữa. Thì là một dân Sài Gòn mém chính hiệu rồi. Thì cô bé Tina có những cái điều gì nhớ nhất trước khi giãn cách không? Em nhớ là những lúc đi diễn, đi đánh nhạc cho mọi người nghe. Với em nhớ là những lúc đi quay á, bây giờ ở nhà em lướt TikTok mà em thấy mấy bạn quay mà em thèm cảm giác đi quay. Tina có một cái nhóm bạn để đi quay TikTok. Vậy thì bây giờ đã dịch vậy rồi thì các bạn hiện tại đang ở đâu và em có liên hệ với các bạn không? Dạ có, thì các bạn nhầm bạn thì ở Long An, nhầm bạn thì cũng ở sống vòng vòng ở Sài Gòn đó chị, mà ở các quận khác nhau. Nhưng mà mình đâu có gặp được nhau nữa đâu, thì bây giờ mình có cách nào để mình... Đúng rồi, chỉ là nhắn tin hay là con video với nhau thôi. Với cái tình trạng mà thực phẩm thiếu thốn rồi lương thực thực phẩm như thế, thì cái cách ăn uống của hai chị em nó có bị thay đổi nhiều không? Nó có làm xáo trộn trong bên trong cơ thể của mình không? Em thấy là cách ăn uống như vậy là em còn ăn uống đều hơn là trước khi mà có dịch. Tại vì trước khi mà không có dịch là sáng thức dậy là em ăn mì gói hoặc là em đi ăn cơm tiệm. Ở nhà đâu có ai không? Đi ăn cơm tiệm rồi xong là lúc đó em đi học xong tới chiều về là em đi làm luôn. Đi làm xong tới gần chỗ làm cái em ghé em ăn cái gì là rồi xong cái tối là em về. Chứ không có nấu gì luôn, em thấy dịch này mới được ở nhà ăn á. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần mà quý vị khán giả của chương trình Cà Phê Trưa cũng rất là mong ngóng. Tina Thảo có thể cho quý vị khán giả của chương trình Cà Phê Trưa cũng như là người cũng như là những fan hâm mộ em có thể biết được là trong tủ lạnh của Tina Thảo đang có những gì không ha? Ok, bây giờ mọi người hãy đi theo Tina nha. Wow, ok thôi, let's go. Trời, chắc là một cái tủ lạnh tràn đầy đồ ăn với những món tôm, thịt, cá, các thứ. Để coi là Tina Thảo chúng ta đi siêu thị và sẽ mua những gì. Kính thưa quý vị khán giả, chúng ta sẽ bắt đầu khám phá của phần thử thách của Tina Thảo. Đó chính là khám phá chiếc tủ lạnh trong mùa dịch này nha. Ok, bây giờ chúng ta xem nha. Ủa? Sao nó trống không vậy? Tại em nói với chị rồi, chị phải điện em sớm. Hai bữa trước thì là đồ ăn nhiều lắm. Vậy thì hiện tại trong tủ lạnh em đang có dự trữ những gì nè? Giờ còn khô mực. Khô mực, trời ơi. Mực này chỉ làm lẩu. Rất là có tâm hồn ăn uống. Trong tủ lạnh lúc nào cũng có bình lẩu. Bữa đó là em mua nhiều lắm chị, nhưng bây giờ đã hết rồi, 2 ngày là đã sạch tắt. Vậy nếu mà em đi siêu thị thì em mua những gì? Em mua thịt, mua đồ ăn, mua nước ngọt, mua trái cây. Ăn uống trái cây nhiều vô chứ đừng uống nước ngọt nha. Em mê nước ngọt lắm chị.
Thôi uống nước ngọt nhiều không có tốt đâu, thiệt, nói thiệt á. Và trong mùa dịch này thì nhớ ăn uống cẩn thận lại chứ mà hả, ăn ăn mì gói, ăn với lẩu, rồi uống nước ngọt nữa là cơ thể của mình nó cũng sẽ không chịu nổi trong thời gian dài sắp tới đâu nha. Nếu như em đã có nhiều thời gian hơn để làm những công việc mình yêu thích giống như là tự soạn nhạc nè, thì có những cái câu chuyện nào mà em cảm thấy là vui nè, hoặc là buồn cũng được, có thể chia sẻ với chị và quý vị khán giả được không? Tại vì lúc mà trước khi dịch đó là lúc đó em không có like, không có nói chuyện với các bạn trên TikTok. Nhưng mà dịch này thì em có thời gian em nói chuyện với các bạn và tương tác em nó tốt hơn. Và mọi người cùng các bạn cũng thích em nhiều hơn. Cũng mùa dịch này em có thời gian em rèn luyện DJ của em á, nó lên tai hơn. Wow, vậy thì chị rất là muốn có thể được nghe một cái gọi là một cái beat nhẹ nhẹ, một cái flow nhẹ nhẹ của cô gái đang được gọi là đang tự nhận mình là đang lên tay hơn đó nha quý vị khán giả. Nên là không biết là chị có vinh hạnh được lắng nghe một đoạn của đoạn nhạc của em do em tự làm không? Dạ được, chị chờ em để em kết nối với cái này nha. Bạn này là bạn của 21 I'm the best đúng không? Đúng rồi chị. Nhưng mà trời ơi, em nói vậy mà em mới học hả? Chị thấy cái này đúng đỉnh luôn chứ mới học cái gì? Tại vì em có thời gian em ở nhà em soạn nhiều quá chị. Đúng là mọi thứ, mọi đam mê của mình mà có sự đầu tư kỹ lưỡng thì đúng là không thể là chuyện đùa được. Chị, cái beat này chị thật sự rất là hay, rất là tuyệt vời luôn đó. Trời ơi, chị có biết là em đã bị chủ chê nè, rồi nhiều người chê lắm chị. Ủa, tại sao chê vậy ta? Mới là đọc được em mới đánh được gì á chị. Thì bước đường thành công nào mà không trông gai, mình phải dặm lên gai, đổ máu vài lần thì mới có thể được như bây giờ. Chị rảnh thì có nghe em có đăng ở YouTube nữa. Ủa vậy hả? Vậy cái trang YouTube, YouTube của em là gì? Dạ, kênh YouTube của em là DJ Tina Thảo. Thưa quý vị khán giả của chương trình Cà Phê Trưa, nếu như quý vị khán giả mà muốn nghe những cái beat rất là chất như thế này thì các bạn có thể lên YouTube và search là DJ Tina Thảo, đúng không nè? Để dạ đúng rồi. Để có thể tìm được những cái beat mà mình có thể tự flow ở nhà, tự lên hai như vậy ở nhà nha. Trong cái thời điểm dịch bệnh đang bùng phát và mọi người phải ở yên ở trong nhà như thế này thì có những cái hoạt động nào mà Tina cùng với em gái của mình đã làm trong cái thời điểm dịch này để có thể san sẻ tới cộng đồng những người đang có hoàn cảnh khó khăn, những cái điều tích cực nhất? Những điều tích cực như là em đánh nhạc like cho các bạn nghe thì nó giải trí. Các bạn hay comment em là nói là dịch này ở nhà có thể nghe đánh nhạc online được. Và với lại em với em gái em có thể là quay những clip mà TikTok á. Mọi người cũng hay vô comment giống như là dịch ở nhà xem cho đỡ chán đó chị. Vậy thì đó là những công việc rất là tốt nha. Tại vì em có biết là ở nhà dịch đến gọi là tinh thần nó cũng không được ổn định cho lắm, bởi vì mình đang không có được làm những việc mà mình muốn nè. Nhưng mà rất may là có những người giống như em và em gái đã có thể giúp cho mọi người gọi là tinh thần được thoải mái hơn. Trong cái thời điểm này thì Tina và em gái đều đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh và đang phải cách xa gia đình. Thì em có những cái lời nhắn gửi yêu thương nào tới ba nè, tới mẹ là những người yêu quý của em mà em không thể nào được gặp họ trong cái dịp này không? Dạ có, em với em gái em là muốn nhắn với ba mẹ và tất cả mọi người là hãy cố gắng chung tay giữ đẩy tan dịch và mau chóng đi lại bình thường để được tự do và làm công việc
công việc mình thích. Sài Gòn cố lên. Ok, Sài Gòn cố lên. Chị thấy em không phải là một người sẽ kiểu bị tụt mút đâu. Em là rất là một cô gái rất là năng lượng luôn. Mặc dù là trong thời điểm dịch giãn cách mà ở nhà như thế này không, thì có thể chỉ cho chị một cái bí quyết nào đó, cũng như là quý vị khán giả để biết được là làm cách nào để mình có thể luôn luôn giữ cho cái tinh thần của mình sảng khoái, tươi mới như vậy được không? Thật ra là vẫn không làm được điều đó, nhưng mà giống như là em lên em like đánh nhạc cho các bạn á, các bạn luôn ủng hộ em á, là giống như là em có một cái tinh thần em thấy vui hơn, là giống như là mình có một cái động lực là hơn, phía sau còn có nhiều người luôn ủng hộ cho mình, là giống như là em vừa đánh nhạc là em thấy có các bạn là em thấy vui, là khi nào mà chiều tối là rảnh là em lên đánh nhạc là cho mọi người, là tâm trạng em thấy phấn khởi ra, mọi người luôn ủng hộ em. Nếu như mà có thể chìm lắng lại một tí xíu với những cái cảm xúc của mình, thì em có thể cho chị biết được rằng là cái giá trị cuộc sống mà em có thể cảm nhận được trong cái mùa dịch này như thế nào? Bây giờ là giống như là em thấy trân trọng cuộc sống hơn á. Tại sao mà thấy trân trọng hơn? Có những người dịch này là mất mát đi quá nhiều luôn á chị. Mất mát đi nhiều người là mất người thân và không làm được những công việc gì. Em thấy như em được như vậy em là còn may mắn hơn rất là nhiều người. Em hy vọng là mọi người cũng có thể là vượt qua trong giai đoạn này. Có những cái mà chúng ta bắt buộc phải đối mặt với nó, thì nếu như có thể thì nỗi buồn thì cũng sẽ nhanh chóng qua đi thôi, nếu như chúng ta vẫn tiếp tục nhìn về một cái hướng tích cực hơn, tốt hơn. Và cũng rất là may mắn là có những cô gái có tinh thần rất là mạnh mẽ như em để có thể truyền tải đến cho mọi người những cái sự tích cực, những cái niềm vui trong cái mùa dịch này, để mọi người cảm thấy là mình luôn có những cái người đang cố gắng nè, họ cũng đang cố gắng từng ngày để mang đến niềm vui cho mọi người. Và thì tại sao mình không phải là mình không cố gắng lên giống như họ vậy ha. Qua thông qua chương trình này thì chị cũng rất là cảm ơn Tina đã có những cái chia sẻ rất là mang nhiều cái năng lượng và những cái xu hướng rất là tích cực đến cho quý vị khán giả, và không những chị mà còn dành cho những bạn fan hâm mộ của em nữa. Thì cảm ơn Tina đã có những cái chia sẻ rất là tuyệt vời. Tina có một vài lời nào đó muốn nói nhắn nhủ với quý vị khán giả của chương trình Cà Phê Trưa nè, tới fan hâm mộ của em và tất cả mọi người đang ở nhà không? Em muốn nói với mọi người là dịch là mọi người hãy cố gắng là giữ gìn sức khỏe, hãy cẩn thận, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Cảm ơn Tina rất là nhiều nha. Và để thay mặt ekip cho chương trình cũng giống như là quý vị khán giả của chương trình Cà Phê Trưa, thì hôm nay rất là vui khi được mời Tina đến tham dự chương trình Cà Phê Trưa. Hy vọng là trong thời gian sắp tới và đặc biệt là sau dịch thì em có thể có thêm thời gian để tự yêu bản thân mình hơn, chăm sóc cho bản thân mình tốt hơn, ăn được nhiều món ngon hơn, chứ đừng ăn mì gói nữa. Và cũng có tinh thần của em cũng phải thoải mái hơn để có thể soạn nhạc nè, làm ra những cái sản phẩm rất là hay và để gây ra phấn chấn cho mọi người. Thì chị cũng sẽ không chúc là Tina phải cố gắng lên nha, mà chị sẽ chúc là Tina sẽ trở thành một nhà sáng tác nhạc, một nhà sản xuất âm nhạc, mà chị nghĩ đó là ước mơ mà tất cả những người làm nghệ thuật, những người làm nhạc đều mong muốn. Thì chúc cho em luôn thành công trên con đường mình đã chọn. Và nhớ những cái khó khăn nào đó em đã vượt qua hết rồi, thì bây giờ coi cho dù có những khó khăn lớn hơn nữa thì cũng hãy cố gắng vượt qua như em đã từng làm ha. Dạ, cảm ơn chương trình. Khánh Nguyên cũng xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.